Chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube của Hàn Phát Computer. Và trong video ngày hôm nay thì mình sẽ cùng với quý vị và các bạn đi khám phá một mẫu màn hình mới tinh đến từ thương hiệu Orus. Và đây cũng là lần đầu tiên mà Orus làm màn hình máy tính nói chung cũng như là màn hình máy tính dành cho game thủ nói riêng. Và để xem thì Orus đã tích hợp những công nghệ gì ở bên trong mẫu màn hình này mà nó lại có mức giá lên tới 15 triệu đồng. Trong khi đó thì kích thước màn hình của sản phẩm này nó chỉ là 27 inch. Và để xem thì mẫu màn hình này nó có thể cạnh tranh trực tiếp được với những mẫu màn hình nổi tiếng đến từ Asus hay là Alienware hay không thì chúng ta cùng bắt đầu khám phá trong video ngay bây giờ. Đầu tiên là về tổng quan thiết kế trên mẫu màn hình này thì đây là một trong những điểm làm mình cực kỳ ấn tượng. Với việc được thiết kế viên màn hình siêu mỏng, nó làm cho chúng ta khi mà nhìn vào mặt trước thì trông nó cực kỳ là sexy. Các bạn sẽ có hai phần cạnh trái cũng như cạnh phải và phần viền trên nó sẽ được làm rất mỏng. Trong khi đó thì phần cạnh đáy của phần viền màn hình này thì nó sẽ dày hơn một chút để chứa phần logo Orus cực kỳ là đẹp. Và với việc được thiết kế viền màn hình siêu mỏng đến như thế này thì các bạn hoàn toàn có thể ghép từ 2 cho đến 3 màn cùng lúc mà trông nó cũng không bị quá thô hay là bị quá xấu. So với một số mẫu màn hình giá rẻ khác đang có mặt trên thị trường thì nó sẽ có một cái khoảng đen rất là lớn và khi các bạn nhìn vào thì trông nó khá là thô. Đi đến với phần chân đế thì nó sẽ được hoàn thiện bởi chất liệu kim loại rất chắc chắn và các bạn hoàn toàn có thể thay đổi được độ cao, độ thấp cũng như các bạn có thể gập lên, gập xuống để làm sao nó phù hợp với mắt nhìn của các bạn. Đi đến với phần mặt sau thì tiếp tục Orus làm mình hết sức ấn tượng khi mà mình nhìn thẳng chính diện vào phần mặt sau của mẫu màn hình này thì nó giống như một mặt nạ của con chim logo của Orus. Và cái điểm đáng chú ý nhất có thể kể đến đó chính là về phần trụ của chân đế. Nó được thiết kế giống như một cái mỏ của một con chim và hai phần hông trái cũng như phần hông phải của hai vị trí này thì nó sẽ giống như hai cái mắt của con chim trong logo của Orus. Chưa dừng lại ở đó thì với những vị trí này thì Orus đã trang bị một dải LED RGB giúp nó tăng cường được cái vẻ đẹp cũng như là các bạn hoàn toàn có thể dễ dàng nhận ra được đây là sản phẩm đến từ Orus. Không chỉ khi các bạn nhìn gần mà khi các bạn nhìn xa vẫn có thể nhận ra được. Về các cổng kết nối thì chúng ta sẽ có hai cổng USB 3.0, hai cổng HDMI, một cổng DisplayPort và ngoài ra thì các bạn sẽ có thêm hai jack cắm 3.5mm để kết nối tai nghe cũng như là mic thu âm. Và để nói thêm một chút về các cổng kết nối thì nó sẽ được tích hợp tới hai cổng USB 3.0. Thế nên thì nó sẽ tiện lợi hơn cũng như thì nó sẽ giúp được cho các bạn trong cái việc DJ trở nên gọn gàng hơn rất nhiều. Giả sử như cái cây của các bạn nó quá xa mà phần dây kết nối của chuột cũng như bàn phím không tới được thì các bạn hoàn toàn có thể cắm hai cổng USB 3.0 đang có trên mẫu màn hình này thì nó sẽ trở nên gọn gàng và dễ dàng hơn. Các vị trí phím bấm thì cũng được Orus rút gọn thành một công tác joystick. Điều này thì nó sẽ giúp ích được cho các bạn trong việc thao tác một cách dễ dàng hơn so với lại các phím bấm. Và các bạn hoàn toàn có thể điều chỉnh cũng như là các bạn hoàn toàn có thể thay đổi được cái độ tương phản, độ contrast và cái độ sáng tối ở trong cái phím điều khiển joystick này. Và đó là toàn bộ những gì về phần thiết kế ở trên mẫu màn hình AD27QD này. Ngay bây giờ thì mình sẽ cùng với quý vị và các bạn đi khám phá hiệu năng của mẫu màn hình này để xem thì nó có làm chúng ta ấn tượng như ngay trên chính thiết kế của nó hay là không. Để bắt đầu vào phần trải nghiệm của video ngày hôm nay thì mình xin được đọc những thông số nổi bật đang có trên mẫu màn hình AD27QD này. Nó sẽ sở hữu một màn hình IPS với kích thước là 27 inch, độ phân giải lên đến 4K và tần số quét của nó đạt được là 60Hz. Tuy nhiên nếu như các bạn hạ xuống độ phân giải 2K thì tần số quét tối đa của nó có thể đạt được lên tới 144Hz. Ngoài ra thì nó còn được trang bị rất nhiều công nghệ tiên tiến như là AMD FreeSync giúp giảm hiện tượng xé hình trong quá trình khi mà chúng ta chơi game. Tiếp đến là công nghệ RGB Fusion thì đây là một trong những công nghệ do chính Orus phát triển và nó sẽ giúp cho cái phần đèn LED ở phần mặt sau của mẫu màn hình này nó sẽ đồng bộ được với những phần LED đang có trên các thiết bị cũng như các linh kiện của Orus như là tai nghe, bàn phím hay kể cả là VGA và vỏ cây. Và với việc được trang bị công nghệ Display HDR, việc này thì nó sẽ giúp cho các bạn trong quá trình khi mà chúng ta chơi game nó có những cái vùng tối thì nó sẽ đẩy cái vùng tối đó làm sao nó giống được với khi mà chúng ta nhìn bằng mắt thường ở ngoài đời nhất để các bạn có thể dễ dàng phát hiện ra kẻ địch ở trong bóng tối đó. Và ngoài ra thì nó còn rất nhiều những công nghệ tiên tiến khác mà mình không tiện kể ra. Các bạn hoàn toàn có thể tham khảo cũng như tìm hiểu trên trang chủ của Orus. Do việc được sử dụng tấm nền IPS thế nên thì cái độ rộng của góc nhìn nó lên tới 178 độ. Các góc nhìn mọi phía khi mà chúng ta thay đổi là như nhau. Ngoài ra ưu điểm của tấm nền IPS đó chính là nó có khả năng tái tạo lại màu sắc chính xác nên kể cả khi mà chúng ta là dân đồ họa bán chuyên hay là chuyên nghiệp một chút thì các bạn hoàn toàn có thể sử dụng được mẫu màn hình này. Về khả năng hiển thị thì nó hoàn toàn có thể hiển thị tốt ở trong môi trường điều kiện ngoài trời hay kể cả môi trường có ánh sáng cao cũng không thể nào làm khó được mẫu màn hình này. Và đây cũng là một trong những cái ưu điểm khi mà nó được sử dụng tấm nền IPS so với một số mẫu màn hình đến từ các hãng khác đang được sử dụng tấm nền VR hay là tấm nền TN, vì nó thường có cái độ tương phản thấp cũng như là khi mà các bạn thay đổi góc nhìn thì nó sẽ có cái hiện tượng đó chính là bị thay đổi màu cũng như màu sẽ bị nhợt nhạt hơn. Còn ở trên chiếc AD27QD thì nó hoàn toàn không xảy ra cái hiện tượng này.
Trong các tác vụ sử dụng hàng ngày như là lướt web, xem video thì nó đều đem đến cho mình một trong những cái trải nghiệm hết sức là ấn tượng, từ chất lượng hình ảnh sắc nét cho đến cái việc cuộn trang hết sức là mượt mà, bởi tần số quét của nó lên tới 144Hz cũng như là độ phân giải lên tới là 4K. Và cái điểm đặc biệt nhất đó chính là khi mà mình chơi những tựa game đòi hỏi cái tần số quét cao như là CSGO hay là Overwatch thì nó hoàn toàn có thể đáp ứng một cách rất tốt. Và với việc cái tốc độ phản hồi của mẫu màn hình này chỉ là 1ms thì cái hiện tượng input lag cũng như hiện tượng bóng ma nó không còn xảy hiện khi mà mình chơi những cái tựa game này nữa. Và với việc được trang bị những cái thông số phần cứng khủng đến như thế thì để trải nghiệm cũng như phát huy được tất cả những cái sức mạnh phần cứng bên trong mẫu màn hình này thì nó sẽ yêu cầu cái dàn máy của các bạn nó phải khủng thì mới có thể phát huy được cái sức mạnh ở bên trong mẫu màn hình này. Và để tổng kết lại về mẫu màn hình có mã đó chính là AD27QD này thì mặc dù đây là lần đầu tiên Aorus làm màn hình, tuy nhiên thì Aorus đã làm rất tốt từ khâu thiết kế cho đến đó chính là hiệu năng với những gì mà mình đã vừa chia sẻ đến cho quý vị và các bạn ở trong video này. Và mình tin chắc chắn rằng thì Aorus hoàn toàn có thể cạnh tranh được với những ông lớn làm màn hình như là Asus hay là Alienware. Còn các bạn thì các bạn nghĩ sao về sản phẩm này thì đừng quên chia sẻ cảm nhận của các bạn ở phần bình luận ngay bên dưới video này. Và video của màn hình đến đây là kết thúc. Nếu như các bạn xem video này cảm thấy hữu ích thì đừng quên ấn like, share video này và nhớ ấn vào nút đăng ký để tiện theo dõi các video mới nhất của chúng mình tại kênh YouTube. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các video kế tiếp.